dân cả lấy từ mơ thằng ngày đi tay bà cứ chỉ thằng ngày này bồn này sẽ đây sẽ lãnh đại chỉ vào bà thọ bộ bà châm bà tên nó cứ nhanh ở tam bản đa cầm hôn của nó chỉ ông ca môi chấm luôn chỉ vào xe cứ thằng ở tam mà tay sẽ là on đại chuyện môi chấm luôn bà nà bà rụp thôi này ca chụp chung cái này rồi viên ở phục mà đai có đôi chỉ ca bà đo này sẽ đây sẽ lãnh rồi viên sơ nâng lục rù của đôi chỉ miệt đa bày đá rồi viên nâng côn phong đai ca pi mà sơ mình bà bây giờ khi ta chuyên chất pram chân năm trong cơ hội này khi ta có vị nữ dục xả lá riêng thân mặt tây bài bọn rãi chiến ở Campuchia nước bàn nâng cầm bông rì chùm ràn dàng khăn chỉ bởi xe nâng không rì tình nịp nông bình tại mặt đoàn đại bàn tiện tiền cộng mà Campuchia nâng bò rãi chỉ trán đại xả nâng Campuchia nước đại miền ở dụ chạp bì mùi chân năm rồi hốt tật đo bùm mùi chân năm mục thua ca bản đồ mà đang nâng ca thay đại xa bà khả nạn đại là nạp chìa bà rồi bà phụ kế nâng cầm bông tại chọp rồi vô là nâng thuộc bằng bình ca nghe chỉ trán bà chỉ riêng rồi chân năm là tam xả lá riêng mặt tây sắc xa ăn đại chiết tiếng nước tay tại thưa bị thi chụp chùm đò bị xe mũi nước thằng ấy bôn này sạch đây sạch lành đòi miền cảnh chơi chơi rum biển nạp chiếc ba rồi bà sắc xa được sơ chỉ tràn có co đầm bay bằng hai nơi sạch đây sạch lành rồi viên ở phục mặt đai nâng côn rồi viên crew nâng sơ nâng mật phẹ phòng đại bà nông nước đại sạch la mặt tây ăn đại chiết trắng gó đại mục đại chiết sạch la ăn đại chiết mục pi bắc tây Canada đại tơ tại bằng ca lang ca bị trong năm pi pòn đập bay còn lòng thế này cầm phong tại từ tu ban phep chụp chơi mũi cua ở cột sầm cò đại ban tiện tiền sơ chỉ tràn lơ pi ca rum pưng tục bà sạch la mặt tây ăn đại chiết đại giang gó mục pi Canada này sạch nơi ta mình đòi plơ bay rồi sam sạch tầm pi sừng cát bằng cọ mũi khăn tu cốt bà cọ bàn và rốt bị thi bôn đi sạch đây sẽ lăng chun sắc san được sơ bọc luôn phong đá tầm ơi ở miền cá chụp chung khnê rồi viên ở bụng mà đai nâng côn rồi viên sơ nâng rồi cú nâng mật phẹ phong đá lúc li vi rẻ đại chiếc sản chức rộng bức xa phí ba sẽ làm ở tây ơn đại chiếc giang gôn một vị bởi tây Canada bản miên và xa tha cô bầm non đại xa la cổ rút thị viên này đây sẽ lành bài này cứ đảm bay ọp ọ đây sẽ lành đại côn côn miên chùm ở phục mặt đáy tam rồi dạ ca thơ và thọ ẩn độ sao ri nâng ca lăng sầm đáy như bọc côn côn chùm ở phục mặt đáy cừu nâng mất phẹt nâng tàn thân nặng bà hơi bần to tiết gương khơi tha lục li vi rẻ nâng ban miền và xa tha ngày nay dương ban nâng cẩm phong cho rum bằng cát đầm lai về lấy mùi đại miền sộp hẹ bằng cô bằng phốt sầm rạp cầm cua sa nâng sông cồn chiết chỉ phải xét cứ dương trong bằng hai tự đo miệt đa bệ đá vì chi vì phía bên chấm ran này bớt thị đa được bao phủ kê đại ban từ tua ca bằng đầu bằng đá nâng ca thay ra xa pi xả la an đại chiết giang gò dương phong đại và lâu sông chơi tam đan và xa được bao lục ly và rẽ bằng tây sơn bạc cô bằng non đại xả la bằng cát nơi cam vị thì từ vì bôn này cái xả la nhìn lá cứ đầm bay ออบอ๋อในบางแห่งในสุดในสลายในโคนๆเมียนจะปวดปวดมาได้ตามอย่างเงี้ยการทัวร์ทัวร์อนุสาวรีย์การสัมไดระบบโคนๆจูนจะปวดปวดมาได้ไอ้ดำไปออบอ๋อสุดในสลายได้ละสั้นๆสั้นๆของเมียนจะปวดกรุ๊ปอันนั้นจะปวดมัดแค่รุมแทงของจังเต้ไงนี่ก็โดยเฉพาะโจรวงจุดไหนมวยบางการแต่เมียนจะไงบางการแต่เมียนสะเพะมันโคลนครัวซ่าก็โดยเฉพาะขนมสังคมจิตอย่างมูไอ้คนน้องที่ปีระบาดสลายคือจังบางแห่งจูนพวกมันอะไรต่างๆใน progress ในการริจมราระบาดบัตราปฏิบัติควบคราวปีบานโจเรียนในสลายมาตายันระเจริญจังก็ติดต่ออยากเป็นใครแต่ก่อนบาดลายลูกซูนสุดที่ได้เชียนาชีบาเซมาตายสลาอันระเจียดจังก็บานเมียนภาษาไทยท่าสลาอันระเจียดบาจังก็ต้องประรบปิดที่ไงบนสักในสักในสลายนี่คือสลายใจอย่างเคยปีกายกจะตกด่าจมพัวโกนๆปลอดละกาอ้อยโกนๆอาบังไฮปีจมในดังนึงอาโยลปีปัญหาสังคมบานจานบาเราสมเชิญตามดานภาษาโลกซูนสุดที่บันเตยเซนบายมโยธาสลานี่คือมีนแหลกขณะสตองดาล้อผู้ไอ้สลานั่นคือกอดบานโยชีแฟรนไชส์มอปีคางแคนาดานั่นហើយមានការគ្រប់គ្រងពីខាងកាណាដាមកផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានការជឿជាក់ទៅលើកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងយើងនិយាយទៅទៅគឺការដូចថាសុខភាពក្មេងហើយលក្ខណៈជាអនាម័យឬក៏ស្តង់ដានៃការបង្រៀនគឺមានលក្ខណៈទុកចិត្តជាងសាលាដែលថាអត់មានស្តង់ដាបាទចំណែកឯអ្នកស្រីទឹមវិរៈវិរៈតីបាទដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្សនៅក្នុងសាលាចាំងហ្គលអន្តរជាតិនោះផងដែរក៏បានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដែលសាលាបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យកូនកូនទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីសង្គមនិងអាចឲ្យឪពុកម្ដាយមានពេលមកជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកូនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាការអប់រំនៅសាលាមតីអន្តរជាតិចាំងហ្គលមកពីប្រទេសកាណាដានេះមានលក្ខណៈប្លែកពីសាលាដទៃត្រង់ថាការបង្រៀនរបស់គេបែបតាមស្តង់ដារនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យកូនកូនងាយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនបំផុតផងដែរនេះគឺជាការដែល